Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube VNews, truyền hình thông tấn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát là hàng loạt những câu hỏi hóc búa được đặt ra. Vậy rốt cuộc bà Trương Mỹ Lan làm thế nào để có thể rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt trong suốt 10 năm? Rút ngần ấy tiền ra để làm gì? Dòng tiền cuối cùng đã chảy về đâu? Xin mời quý vị cùng VNews bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Theo kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an C03, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, hành vi của nhóm Trương Mỹ Lan được thực hiện như một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn. Kết luận của C03 nêu rõ, bà Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi, chỉ đạo toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà băng này. Toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân, rồi cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay. Từ năm 2012 đến năm 2022, SCB cho vay giải ngân cho 1.366 khách hàng, 710 cá nhân và 656 tổ chức. Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB, với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. C03 xác định, nhóm bà Lan chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Trước hết, chính là sự buông lỏng kiểm tra, giám sát, thậm chí là tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa, biến chất trong cơ quan thanh tra, giám sát của ngành ngân hàng. Vì sao trong suốt 10 năm thao túng SCB, bà Lan có thể tổ chức huy động vốn, giải ngân 1.066.000 tỷ đồng, lập khống hàng ngàn hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ của ngân hàng SCB mà không bị phát hiện từ các cơ quan quản lý nhà nước? Xin nêu một dẫn chứng sau đây để thấy cơ quan kiểm tra, giám sát của ngân hàng đã buông lỏng như thế nào. Từ tháng 12 năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân, sau đó hợp nhất 3 ngân hàng này với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Dù không trực tiếp nắm quyền điều hành SCB, nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần. Việc làm này của bà Lan là vi phạm nghiêm trọng pháp luật hiện hành, bởi theo khoản 1 điều 55 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có sự tiếp tay đắc lực của rất nhiều cán bộ ngân hàng. Trong số 86 bị can, có 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cán bộ ngân hàng nhà nước. Những tiết bài xuất hiện trên truyền thông gần đây đã nói lên tất cả. Vụ Vạn Thịnh Phát, cả đoàn thanh tra bị mua chuộc để bưng bít cho sai phạm của SCB. Cả đoàn thanh tra SCB của Vạn Thịnh Phát không có được một người công chính. Cả đoàn thanh tra nhận tiền của SCB, người ít 100 triệu, người nhiều 118 tỷ. Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới. Nhưng đoàn thanh tra liên ngành năm 2017-2018 của Ngân hàng Nhà nước gồm 18 thành viên đã bịt tai che mắt để làm ngơ cho nhiều sai phạm nghiêm trọng và báo cáo không trung thực tình trạng yếu kém của SCB. Hơn thế nữa, tại phần kiến nghị, đoàn thanh tra còn đề xuất chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho ngân hàng SCB thực hiện tái cơ cấu. Theo kết quả điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền một người nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay. Ông Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, nhận 390.000 đô la Mỹ. 15 bị can còn lại nhận hối lộ người ít nhất cũng 100 triệu đồng. Sự dung túng bao che của thanh tra là điều kiện cần giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa sai phạm, tiếp tục sa vào vũng bùn tội lỗi,
tiếp tục thao túng SCB để chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ một cách bất chính, bất chấp quy định của pháp luật. Theo kết luận điều tra, từ tháng 2 năm 2019 đến khoảng tháng 9 năm 2022, bà Lan chỉ đạo cấp dưới rút tiền mặt trực tiếp từ SCB và cho xe trở về nhà riêng, trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho người khác, ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ, khoảng 355 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua. Liên quan đến vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan trong lời khai của mình đã nêu ra lý do tại sao bà lại chọn ông Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng SCB. Cụ thể, theo kết luận điều tra ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Theo kết luận điều tra, với việc nắm quyền chi phối số cổ phần ngân hàng SCB, bà Lan đã đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Bà Lan trả mức lương cao cho họ từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Trong số này có bị can Bùi Anh Dũng. Bà Lan khai cho ông Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB vì hiền lành, không quậy phá, được lòng người. Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành, các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên tập đoàn phối hợp với phòng tái thẩm định để tạo dựng hồ sơ vay. Sau đó, hồ sơ vay được chuyển về chi nhánh để nhân viên lãnh đạo ký hợp thức và chuyển lại phòng tái thẩm định, hoàn thiện thủ tục. Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm phó tổng giám đốc khối doanh nghiệp, kiêm thành viên hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, chỉ ký hợp thức các bộ hồ sơ vay vốn của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng không họp ra soát, đánh giá khoản vay như các khách hàng thông thường khác. Từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022, Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bị can Bùi Anh Dũng ký hợp thức nghị quyết phê duyệt khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan để hợp thức hoàn thiện hồ sơ sau khi khoản vay đã được giải ngân. Điều này ngược với quy trình cho vay thông thường. Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là do Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB và Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB thông báo lại, sau khi Dung, Hoàng nhận chỉ đạo trực tiếp từ Trương Mỹ Lan. Các khoản vay này đều có điểm chung là chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân rút tiền của ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Thực tế, các đơn vị tại ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay thêm các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan. Trên hệ thống dữ liệu Core Banking của ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là HSTT để ghi chú khách hàng, phục vụ việc theo dõi, thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định. Bùi Anh Dũng thừa nhận đã ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị, nghị quyết đồng ý cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát là vi phạm pháp luật. Quá trình làm việc tại ngân hàng SCB, ngoài tiền lương, tiền thưởng nhân dịp lễ Tết, Bùi Anh Dũng còn được Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh, lời khai các bị can và đối tượng liên quan, đủ căn cứ xác định Bùi Anh Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan, thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cụ thể, với hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tài khoản 4, điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Bùi Anh Dũng liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 187.600 tỷ đồng. Với tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015, cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Anh Dũng liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 104 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 26.300 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Bùi Anh Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ hành vi vi phạm.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ được VNews truyền hình thông tấn liên tục cập nhật. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.